Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Oanh thẳng thắn đối diện vợ Mạnh Trường, hé lộ điều tối kỵ trong quan hệ với chồng màn ảnh. Đóng máy hương vị tình thân, Phương Oanh thẳng thắn nói về điều tối kỵ trong mối quan hệ với Mạnh Trường, thậm chí cô sẵn sàng đối diện với nhiều vấn đề liên quan đến bà xã của nam diễn viên đóng cặp ăn ý trong hương vị tình thân Phương Oanh và Mạnh Trường là hai diễn viên nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, việc diễn xuất quá ăn ý cũng khiến cặp đôi diễn viên nhận phải nhiều phiền phức ngoài đời khi bộc bộ viên khán giả không phân biệt đời thật với phim và có những phát ngôn không hay dành cho cả hai. hậu đóng máy hương vị tình thân Phương Oanh mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn trong mối quan hệ với Mạnh Trường cô hé lộ điều tối kỵ trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp đó là không ít người đem cô và vợ mạnh trường ra so sánh với nhau đó là điều rất nhạy cảm là điều không một ai mong muốn cả ai cũng thế thôi chẳng bao giờ muốn bị so sánh với người khác bản thân tôi luôn cầu tiến luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mình là chính mình mình chỉ nhìn mình mà sống thôi tại sao người ta lại đi so sánh dĩ nhiên mình không cấm được họ nhưng đó là điều tối kỵ, không ai vui khi bị so sánh. Đã thế một người còn là vợ trên phim, một người là vợ ngoài đời. Đấy là điều mà tôi thấy rất nhạy cảm và vô duyên, Phương Anh thẳng thắn chia sẻ. Phương Anh tỏ ra vô cùng gay gắt với những khán giả quá khích, không phân biệt được phim đời thật và so sánh cô với vợ Mạnh Trường. Nói về bạn diễn Mạnh Trường, Phương Anh cho biết cả hai đều là đồng nghiệp tốt, thoải mái khi làm việc chung. Thế nhưng, những phiền toái từ một bộ phim khán giả quá khích khiến cô cảm thấy bản thân cần có những hành động phù hợp, hạn chế tương tác bên ngoài đời thường với mạnh trường, tránh những hiểu lầm ồn ào không đáng có từ dư luận. Cách hành xử này của Phương Oanh được đánh giá là tinh tế sâu sắc, cũng sau chia sẻ của Phương Oanh rất nhiều khán giả chân chính của bộ phim cũng mong vui luận phân biệt được phim và đời thật để Phương Oanh và Mạnh Trường tiếp tục có cơ hội hợp tác mới. Sâu xa hơn là để mọi diễn viên có thể được tự do, thể hiện tài năng diễn xuất, cống hiến hết mình cho khán giả với những tác phẩm truyền hình chất lượng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.